Xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 6: ăn đường có thể dẫn đến ung thư. Đường là một trong những gia vị chính thường được thêm vào hay có sẵn trong thực phẩm giúp tạo vị ngọt và cảm giác ngon miệng. Tuy nhiên, có nhiều tin tức cho rằng ăn nhiều đường sẽ dẫn đến ung thư. Đường gồm có cả đường tự nhiên và đường nhân tạo. Đường thuộc nhóm carbohydrate. Đường trong tự nhiên gồm 8 loại đường đơn, trong đó có glucose và fructose, và tất cả các hợp chất được tạo nên từ việc gắn kết các đường đơn này lại với nhau, gọi chung là đường đa. Ví dụ như sucrose, đường mía được dùng làm đường cát mà chúng ta dùng hàng ngày, được cấu tạo bởi một glucose gắn với một fructose. Hay tinh bột gồm hàng trăm hay hàng ngàn glucose gắn lại với nhau. Đường nhân tạo hay đường thay thế được dùng để tạo vị ngọt cho thực phẩm. Loại đường này ngọt hơn đường tự nhiên rất nhiều lần, nên chỉ cần một lượng nhỏ là có thể tạo ra vị ngọt tương đương đường tự nhiên. Đường là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể. Các loại đường đa khi hấp thụ vào cơ thể sẽ được cắt thành các đường đơn, và các đường đơn có thể được chuyển hóa qua lại. Nhưng dạng được các tế bào sử dụng phổ biến nhất là glucose, nên glucose cũng là dạng đường đơn phổ biến nhất trong máu. Đó cũng là lý do glucose được gọi là đường huyết. Cơ thể chuyển hóa hầu hết các carbohydrate bạn ăn, đa phần là tinh bột, thành glucose để sử dụng ngay hoặc trở thành glycogen trong cơ và gan, hoặc chất béo trong mô mỡ để sử dụng khi cơ thể cần. Điều khiến glucose trở thành vấn đề được quan tâm khi nhắc tới ung thư là vì nhiều nghiên cứu cho thấy hầu hết các dòng tế bào ung thư đều sử dụng glucose nhanh và nhiều hơn các tế bào thường. Từ đó dấy lên suy luận rằng glucose là nguồn gốc của ung thư, và nếu cắt bỏ đường ra khỏi khẩu phần ăn sẽ khiến tế bào ung thư chết do bị bỏ đói. Một nghiên cứu dịch tễ học công bố năm 2010 kéo dài suốt 7 năm, gần 450.000 người tham gia từ 50 đến 71 tuổi về mối liên hệ giữa các loại đường ăn, sucrose, fructose, đường thêm vào món ăn, và nguy cơ của 24 loại ung thư đưa ra phát hiện. Thêm đường ăn nói chung vào thực phẩm có liên quan đến nguy cơ ung thư thực quản. Thêm đường fructose có liên quan đến nguy cơ ung thư ruột. Toàn bộ các loại đường ăn có liên quan đến nguy cơ ung thư màng phổi. Không có mối liên hệ rõ ràng giữa đường ăn và những bệnh ung thư thường gặp khác. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa đường là nguyên nhân trực tiếp gây ung thư. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ một lượng đường lớn có thể gây ra những bệnh lý khác: bệnh gan nhiễm mỡ, cao huyết áp, bệnh tim mạch, béo phì, tiểu đường, viêm mạn tính. Vì những bệnh này có thể làm tăng nguy cơ một số loại ung thư, ví dụ thừa cân hay béo phì có thể tăng nguy cơ ung thư vú, nội mạc tử cung, buồng trứng, thực quản, dạ dày, đại thực tràng, gan, thận, tuyến tụy, tuyến giáp, bàng quang và ung thư máu. Do đó, khó có thể rút ra kết luận việc tiêu thụ đường vào cơ thể làm gia tăng nguy cơ mắc ung thư. Nghiên cứu thực tế cho thấy, tế bào ung thư mặc dù phụ thuộc rất nhiều vào glucose để lấy năng lượng, chúng vẫn có thể sử dụng nhiều nguồn năng lượng như tất cả các tế bào bình thường khác như đạm hoặc chất béo. Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ NCI khẳng định vẫn chưa có một nghiên cứu đáng tin cậy nào cho ra kết quả rằng đường ăn sẽ khiến ung thư phát triển hay hoàn toàn kiêng đường ăn sẽ khiến khối u giảm kích thước. Chính vì vậy, năm 2015, Tổ chức Y tế Thế giới WHO chỉ đưa ra khuyến cáo người lớn và trẻ em nên giảm tổng lượng đường ăn, bao gồm đường có sẵn trong thực phẩm và đường thêm vào, xuống dưới 10% tổng calorie tiêu thụ hàng ngày. Mỗi ngày, mỗi người nên tiêu thụ khoảng 25g đường ăn. WHO cũng có khuyến cáo sẽ có lợi hơn cho sức khỏe nếu bạn có thể giảm xuống 5% tổng lượng đường tiêu thụ mỗi ngày.
Lưu ý, hoàn toàn không có khuyến cáo nào về việc cắt đường hoàn toàn trong khẩu phần ăn của người đang điều trị để chữa ung thư hoặc người bình thường để phòng ung thư. Sự thật, chưa có bằng chứng khẳng định đường gây ra ung thư. Tiến sĩ Nguyễn Nữ Phương Thảo, Thạc sĩ Trịnh Vạn Ngữ. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ri Băng Tím, Ung Thư, Tin Đồn và Sự Thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.